Này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin mà rất là tốt cho Photoshop. Với cái plugin này thì mình đánh giá cao nhất đó là cái khả năng ghép trời và một số cái tính năng như là chỉnh màu sắc cơ bản cho những các bạn mà không có rành nhiều về Photoshop. Ok, không có dài dòng thì mình đã share cái phần cái plugin này ở trên Google Drive, nó là Luminar 4.0. Sau khi các bạn download từ cái Google Drive này về, các bạn cài lên thì nó sẽ ra một cái gọi là một cái phần mềm độc lập. Mình xài máy Mac nha, các bạn mà dùng Windows thì các bạn có thể search và download cái phần Luminar 4.0 này. Windows thì mình nghĩ sẽ là dễ tìm hơn, crack hơn. Ok, sau khi các bạn cài đặt xong á thì nó sẽ ra một cái phần mềm chạy độc lập. Làm thế nào để các bạn có thể biến nó thành một cái plugin cho cái Photoshop trong cái menu giống như là image portraiter hay là cái những phần mềm chạy da như là, hay là nick color trong Photoshop, thì sau khi cài đặt xong các bạn vào cái phần menu, các bạn chạy cái Luminar 4.0 này lên. Sau đó các bạn phần vào phần menu, sau đó các bạn chọn là install plugin ha. Thì ở trong này á, nếu các bạn có thể dùng, nếu các bạn muốn dùng cho Lightroom cũng được. Hay là ở đây mình có cài đặt Lightroom nè, có cài đặt Photoshop Element nè, và Photoshop mình chỉ chọn là xài cho Photoshop 2020 thôi. Khi mà các bạn chưa cài á, thì chỗ này nó có xuất hiện cái chữ install và các bạn chỉ bấm vào install và cài đặt mà thôi. Ok, các bạn tắt cái này đi. Sau khi cài đặt xong các bạn khởi động lại Photoshop ha, thì ở trong cái phần filter nó sẽ hiện ra một cái là Skyrim software và trong đó có phần Luminar 4.0. Không có dài dòng thì mình sẽ vào thẳng cái Luminar này làm được những cái gì ha. Ok, ví dụ như mình sẽ có những bức hình như thế này. Thì với những bức hình thế này thì bầu trời nó không được đẹp lắm. Thì mình mong muốn là ghép cái bầu trời. Thì thà như nếu các bạn chụp màu trắng luôn á thì nó sẽ dễ ghép, nhưng ở đây thì nó sẽ vướng những cái trời nó không được trắng á. Thành ra các bạn với những cái dây nhợ này thì thành ra các bạn ghép sẽ rất là tốn thời gian. Với Luminar thì cái việc đó sẽ nhanh hơn. Và mình nghĩ là Photoshop 2021 thì các phần replacement sky á, thì mình nghĩ sẽ cũng tương đương với cái này. Nhưng mà theo mình đánh giá mà có một số cái các bạn ở nước ngoài á, thì các bạn hãy đánh giá là Luminar 4.0 là một cái plugin tốt nhất cho Photoshop hiện nay. Ok, mình thử nhân đôi lên và mình chạy cái Luminar này lên ha. Mình không có nói về việc căn chỉnh màu sắc hay là blend gì bức hình này ha, mình chỉ nói vô cái phần thay thế bầu trời hay là một số tính năng mà mình cảm thấy là đáng xài nhất của Luminar. Thì các bạn chạy cái Luminar lên. Máy của mình cũng khá mạnh nhưng mà nó chạy hơi chậm. Nó tùy thuộc vào cái bức hình này các bạn ha. Cái bức hình này các bạn để cái size lớn thì nó sẽ chạy nặng hơn. Ok, nó sẽ load lên. Thì ở trong này các bạn sẽ có phần, cái thứ nhất là essential là những cái căn chỉnh cơ bản. Ở đây là cái creative, là trong này có phần sky replacement nè. Đó, những cái phần này là liên quan đến cái bầu trời sky nhất. Còn cái phần này á là xử lý để skin, xử lý da cho model. Ở đây là nếu như các bạn chụp ảnh chân dung thì nó sẽ có phần AI Portrait Enhancer
hay là hai key cho các bạn mà chụp phong. Rồi ở đây mình chỉ care đến có cái phần là AI scheduling thôi. Ok, nếu như ở đây mà nó detect ha, nó detect ra là cái bức hình của bạn có trời mây, có trời, thì nó cái phần này mới hiện ra nha. Nếu như các bạn chụp bức hình mà không có trời thì cái phần này nó sẽ bị mờ đi mà nó không có hiện ra đâu. Ở đây cái phần này nó sẽ có một số cái bầu trời, cái template sẵn cho các bạn. Các bạn có thể load cái bầu trời ở trong cái thư viện của các bạn ra ha. Mình ví dụ như là ở đây thì tốt nhất là các bạn nên chọn là trời xanh mây trắng gì đó ha, bởi vì bức hình này các bạn đó là nó không có nắng, không có nắng trời u ám, thì tốt nhất là nên chọn là cái bầu trời nhẹ nhàng mây đấy, rất là nhanh, thì các bạn có xem được kết quả nó như thế nào. Ở đây á, kết quả nó phụ thuộc vào cái bức hình này có những cái vùng trắng nhiều hay không. Như ở đây thì cũng khá là ổn rồi ha các bạn ha, tất cả là ok hết rồi. Ngay mình kiểm tra thử ngay chỗ vùng biển nè, cái giáp dưới biển với lại trời cũng khá là ổn luôn, chỉ có một chút cái phần váy cô dâu nó bị ám cái mây vô, thì cái này được xử lý rất là easy luôn. Thì các bạn có thể là làm trực tiếp ở đây ha, edit mark, thằng cái brush thẳng ở đây lên. Các bạn có thể là chọn opacity thấp thôi, rồi đánh mình nghĩ là ở đây là các bạn phải xóa nó đi ha. Rồi nó hiện lên cái phần mask cho các bạn dễ thấy luôn, hay là các bạn cứ ra ngoài Photoshop làm thôi, rất là đơn giản thôi. Photoshop làm thì nó dễ hơn, nhưng mà ở đây thì mình muốn chỉ cho các bạn là cách làm trực tiếp ở đây luôn, ra cái là nó ra kết quả luôn ha. Ok, rồi easy luôn ha. Ở đây thì nó sẽ có thêm cái phần gọi là layer, nó cái phần cái thằng Lumina này cũng giống Photoshop thôi, nó có nhiều được layer, các bạn có thể duplicate layer này lên ha, để các bạn có thể tiếp tục xử lý cho các phần khác, như là màu sắc, các bạn cân chỉnh màu sắc toàn bộ hay là sorry, các bạn apply đi. Rồi sau khi xử lý á, thì các bạn có nhiều bức hình này mình không làm gì nữa luôn, xử lý cực nhanh. Rồi chúng ta thử sẽ chọn một bức hình khác để làm xử lý như thế nào ha, để coi thêm những cái xử lý bầu trời của nó có tối ưu hay không. Như mình chọn bức này đi, rồi mình sẽ Lumina. Bức hình này mình chạy từ RAW lên và không xử lý gì hết các bạn. Không, nếu như các bạn muốn thì có thể là kéo sáng lên xíu thì kết quả xử lý nó nhanh hơn, đẹp hơn rồi. Rồi chọn Creative, rồi chọn Ray Sky, và các bạn chọn Blue Sky. Very good luôn. Các bạn chú ý này, cái phần von của cô dâu xử lý rất là ngọt luôn, chỉ có một xíu chỗ này thì các bạn xử lý thôi. Ok, thì ở đây các bạn có thể là chỉnh những cái vùng mây phía sau di chuyển ha, nó di chuyển chiều ngang nè, đó đây chiều ngang. Hay là các bạn có thể ở đây các bạn có thể add một cái sunrise vào, nhưng mà bức hình này thì không nên, tại vì nó không phải là một bức hình mà có nắng. Thì để xíu mình chọn một bức hình nào mà có nắng thì có bầu trời á, thì mình sẽ chọn đúng cái sunrise đó. Ở đây mà nếu như mình chọn cái bầu trời khác để coi có những cái bầu trời nào ha,
3, 4 thì cơ bản đó là những sky, blue sky này là tốt nhất cho bức hình này rồi. Bright, bầu trời màu sáng. Đây là những kết quả tốt nhất. Ok, apply nó ha. Các bạn thì xử lý những cái ảnh mà hàng loạt nó như vậy thì rất là tiện lợi. Không phải add bầu trời vô rồi multi-light rồi chọn cái vùng chọn được nó rất là phức tạp. Cái này là cái plugin này cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Đấy. Và sau đó mình sẽ chọn là Creative. Và mình sẽ chọn cái bầu trời khác ha. Nên là Dynamic Sunset. Các bạn muốn những hình kịch tính hơn. Này. Galaxy là những cái bầu trời kiểu ngân hà ở ngoài vũ trụ. Đầu trời đầy sao. Đây, bầu trời đêm. Đây là những cái bầu trời kiểu hoàng hôn. Sunset. Rất là ổn ha. Cái sunset 3, sunset 4. Sunset 4 thì thấy ổn nhất nè. Đó, ví dụ như vậy thì mình sẽ blend tông màu theo ở đây mình có thể là add một cái sun dry vô. Sun dry ở đâu là hợp lý? Mình có đặt cái phần sun dry ở đâu? Đó. Hơi sớm. Chờ ngay đây thì nó không ngay đây chứ. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Ở đây cái phần bầu trời này mình các bạn có thể là lót cái bầu trời ở ngoài vô được nha. Đây, xử lý xong. Ở đây thì các bạn nên tách chủ thể, lấy lại những cái phần mặt mũi của chú rể. Ở đây nó áp vô thì nó cũng hơi bị ảnh hưởng đến mặt mũi model một xíu. Các bạn có thể bôi nó đi. Thử blend luôn thì ra bức hình thế nào. Đây này, hơi thiếu sáng đấy, tăng contrast lên cho được. Rồi phần tăng màu lên xíu. Nói chung là blend thì nó khá là dễ ha các bạn, tùy theo style của mỗi người, mà ngày blend thì rất là easy. Qua mấy bước là đơn giản, chuyển bầu trời là rất là đơn giản ha. Ok, mình sẽ thử một bức hình nào phức tạp hơn. Mình thử bức hình này đi. Đây, bức này thì bầu trời cũng khá là phức tạp ha. Mình đi mình select mà mình thấy cái bầu trời của bức hình này cũng khá là mệt, để coi test coi nó làm con khôn không, tại vì nó dính vô cái cây này, các bạn cái cây khô này các bạn select rất là mệt, để coi nó thằng Luminar này nó có cái thông minh đủ thông minh không. Ok, mình những cái phần khác mình không care ha, mình chỉ quan tâm cái bầu trời.
màu vàng nên các bạn nên chọn cái sunset đi. Ồ, khóa cùn ha, khá đẹp luôn. Add sunrise vô. Let nó xin được. Cái sinh ra này mình thấy nó sến sến, thôi bỏ đi. Màu ở đây mình có thể dynamic nó luôn. Đó. Nó sẽ cân hòa. Ở đây các bạn có thể add một cái lút màu vô nha. Chọn lút màu sẵn luôn. Lắng đi này rất là cool luôn. Đấy. Thay bầu trời cực nhanh. Các bạn thấy kết quả thế nào? Nó là cool luôn ha. Không phải làm gì hết. Ngoài ra thì cái Lumina nó còn rất là nhiều tính năng khác. Các bạn muốn thì các bạn có thể research. Nhưng mà cái phần cái video này mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn là thay thế bầu trời và cân màu lại tổng quát dựa vào cái color, cái Lumina mà thôi. Những cái phần khác của con Lumina thì mình nghĩ là Photoshop hoàn toàn là cái làm được. Và cái phần, kể cả cái phần Sky Replacement này cũng thể là Photoshop 2021 nó sẽ làm cũng tốt tương tự. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau ha.